phần trình diễn của một cô giáo rất đặc biệt, cô giáo nước ngoài tại trung tâm True Colors, cô giáo Tommy. Cô sẽ gửi đến cho các bạn một ca khúc cực kỳ ý nghĩa cho dịp Giáng sinh này. Xin mời cô. Please welcome to the stage Miss Tommy, Gracie teacher at True Colors. Thank you so much. Hello, everybody. So my name is Teacher Dami. I am a teacher at Grade Seed. And all the children did so well today. Please give a big hand for all the children today. Tôi rất vui là giáo viên tại trung tâm Lewis và tất cả các bạn trình diễn hôm nay rất tuyệt vời và xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn. All right, so today I'm going to sing a song called Underneath the Tree by Kelly Clarkson. And I want you to all sing and dance with me, okay? Bây giờ chúng tôi sẽ muốn gửi đến các bạn bài hát Underneath the Tree. Xin các bạn hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho tôi nhé. Oh,
Ladies and gentlemen, please welcome the students from Vongdi campus to the stage, and they will bring Christmas as most spiritual everyone with two songs. Only say, we wish you a Merry Christmas. You will want to stand up and dance with them in this song too. Please give a big applause.